流连繁华倾城，只为等你出现，一骑天涯行。不用问，不要说，结局或如果，拥抱的日子彼此心动，愿是一份时过前世约定，听花落，看烟雨，为山水宿命。转身间模糊了熟悉的容颜，想留下飞逝一世人中，只为你轻声。话灯深，上仙见谅，小女子不知上仙法力如此高深，多有得罪，小女子有个不情之请，能不能帮我找我的段郎？我帮你。第一，他身后有人帮他；第二，他根本就不是什么柳莺莺。我想到个办法，可以让段老爷去劝柳莺莺，也可以救出你掌柜的。什么办法？既然你们都找不到他，那就留下来陪我一起等他吧。你死都死了，你何必这样呢？你当初和段子玉本来就是一场孽缘。又是你们坏我好事。Tập 17. Trưởng quầy, Huỳnh đúng là đẹp trai không được quá nửa tuần hương. Huỳnh thì biết cái gì? Sao có thể? Cô tưởng Đoạn thiếu gia sẽ lấy cô sao? Đừng, đằng sau nguy hiểm lắm, hãy quay lại đi. Đoạn Lan, đừng mà. Vì sao lại phụ thiếp? Hãy quay lại đi. Vì sao lại phụ thiếp? Quay lại đi mà. Đừng qua đây. Đằng sau nguy hiểm lắm đó. Đoạn Lan, vì sao lại phụ thiếp? Trong trung hồng trần, biên chiến thiên hạ, xin dùng chờ một phần ân, tự tại ưn suy chiến, lòng cùng 相逢，波峰。
Thế nào, có cứu được không? Oanh Oanh, Oanh Oanh, người tránh ra đi. Oanh Oanh, đang tỉnh lại đi. Oanh Oanh, tất cả là tại các người đã hại chết cô ấy. Người hãy nén đau thương Đoạn Lạc. Đoạn Lạc, đừng mà, Oanh Oanh. Vì sao lại phụ thiếp? Đằng sau nguy hiểm lắm. Vì sao phụ thiếp? Nàng yên tâm, đời này kiếp này ta sẽ không bao giờ phụ nàng. Trưởng quầy, huynh đừng đi. Không không, buông ta ra, hắn ta chết. Huynh hãy bình tĩnh có được không? Huynh bình tĩnh đi, đừng có đi mà. Nhìn kìa, cầu đá hóa linh, gắn bó lại gắn bó. Hai ta đã định kết thần đến trăm năm. Cho dù đến 97 tuổi chết đi, vẫn định đợi trên cầu này hạ 3 năm. Sao vẫn có thể hát được nhỉ? Hai người họ đã chết. Lúc này cái cầu đá lại hóa linh, sợ rằng nó đã biến mình thành Liễu Oanh Oanh rồi. Nhiều năm trước, đã có một cô gái nói với tôi, nếu như một ngày lòng tôi phẫn uất oán hận, có thể đi xem những chữ viết trên cầu. Nhưng tôi đã tìm hết trên cầu mãi vẫn không tìm thấy. Lẽ nào là ở đó? Rốt cuộc các người là ai? Tại sao lại lừa ta hết lần này đến lần khác? Đã có một người con gái từng nói với cô, nếu như một ngày nào đó lòng cô oán hận, thì hãy tìm dòng chữ trên cây cầu đó viết gì. Có phải bây giờ cô không tìm thấy câu nói đó? Vậy để tôi dẫn cô đi xem. Cây cầu hóa linh này mới là linh hồn cô, chứ không phải là Liễu Oanh Oanh đã chết. Đây chỉ là người có tâm cơ lợi dụng sự chấp niệm của cô để biến hóa ra một cảnh tượng giả. Mục đích chính là khiến cô sinh chấp niệm, oán hận phẫn uất. Cầu linh, vậy tất cả mọi thứ lúc nãy đều là giả sao? Mau đi nào, mau đi nào, nhanh lên, đi về phía trước nhanh. Cô là ai? Sao lại lo chuyện bao đồng thế? Dù sao thì người đã tu vi cầu linh nghìn năm này, sao lại ấu trĩ như thế? Người ta vui mừng thành thân, sao cô lại đi theo quấy rối? Dựa vào đâu mà họ có thể thành thân? Còn ta là phải cô độc đến già chứ? Ta không cho họ được chú ý đấy. Được rồi, được rồi. Không phải lúc cô hóa linh đã nhìn thấy cô nương nhà người ta chết, cho nên cô đã coi mình là đối phương sao? Hãy nhớ, cô là cây cầu nghìn năm đã hóa linh, chứ không phải là Liễu Oanh Oanh. Lẽ nào tất cả đều là sự thật? Thôi bỏ đi, trông cô cũng như chẳng còn nhớ gì nữa. Thế này đi, ta đem những lời này khắc lên trên cầu. Nếu như có một ngày cô phận uất oán hận, thì hãy xem những câu nói đó, đã nhớ chưa hả? Cô là ai? Ta là dưỡng tâm sư thông minh nhất, đẹp nhất trong thiên hạ này, đã nhớ chưa?
chỉ là lúc tôi hóa linh, hình như đã gặp cảnh họ tự tử vì tình, vì vậy mới nhầm tưởng mình là Liễu Oan Oan. Nhanh như vậy đã biến thành thanh khí rồi. Như thế cũng tốt. Ta đang thu thập thanh khí. Hạt giống này ta để lại cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, chi bằng để lại cho các người chơi đi. Bỏ huynh ấy ra, bỏ huynh ấy ra đi. Bỏ ra. Bỏ huynh ấy ra. Thanh khí là thôn, linh thảo là dẫn, thanh khí đã bị thánh tổ nuốt trọn. Lão nương hoan hỷ đó không dễ động vào. Vậy thì để bọn họ giúp ta hái linh thảo về. Ngày mà thánh tổ được đánh thức cũng là lúc nhĩ đẳng mất mạng. Mạch ổn định, không có gì đáng ngại, cứ như là đang ngủ vậy. Lần đó sau khi cửu tư đi, ta đã dùng bút họa tâm để vẽ trọc khí thành thanh khí, nhưng vừa rồi không không lại hút phải thanh khí, liền hôn mê bất tỉnh. Thanh khí đột nhiên đi vào cơ thể, sau đó lập tức hôn mê. Thanh khí có hại với con người không? Vô hại. Nhưng chỉ ngoại trừ người của họa tâm các, không ai có thể thu thập được thanh khí. Càng chưa từng thấy ai sau khi hút phải thanh khí lập tức hôn mê. Lạ thật đấy. Rõ ràng mạch đập vẫn ổn định. Huỳnh có nhớ lần trước Huỳnh ấy hít phải trọc khí cũng liền hôn mê bất tỉnh không? Đúng thế. Nhưng lần trước là trọc khí, lần này là thanh khí, sao có thể như nhau được chứ? Nhưng tại sao cửu tư là để cho không không hít thanh khí chứ? Để ta đi xem sách xem sao. Sao thế? Vừa rồi ta họa tâm cát cho không không, nhưng huynh ấy không họa được. Chính là huynh ấy dẫn ta vào trong mộng. Lúc đầu ta họa tâm cho huynh là bởi vì huynh là thực mộng mạc, trời sinh vô mộng, cho nên muội mới thành công. Nhưng vừa rồi họa tâm cho không không thì huynh ấy lại dẫn ta vào trong mộng. Hơn nữa ta còn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Ta cảm thấy huynh ấy không phải là người bình thường. Đừng nói huynh ấy không phải là người bình thường, ta đây cũng không phải là người bình thường đâu. Cả muội cũng không phải người bình thường mà. Chúng ta đều không phải người bình thường.
怎么样？Thế nào? Đã tỉnh吗? Hồi nãy tỉnh chưa? Đã là ngày thứ bảy rồi. Vẫn luôn dùng canh sâm để duy trì. Nhưng mạch tượng ngày càng yếu. Cứ thế này mãi không phải là cách hay. Vì Ngọc ca ca, sao thế? Thực ra, để biết có một cách có thể cứu không không ca ca là cách gì? Lúc đệ ở tâm hát, có người nói với đệ, trong tay Hoàng Hỷ Nương Nương có một cây linh thảo có thể cứu sống người đã chết. Sao đệ không nói sớm chứ? Khiến tôi lo lắng lâu như vậy. Chỉ là đệ nghe nói Hoàng Hỷ Nương Nương là người vô cùng độc ác. Tây Hát không có ai dám động vào bà ta. Là hầu là vương của Tây Hát, nhưng cũng chưa từng dám động đến sợi tóc của bà ấy. Cũng đúng, dân thường vô tội, mang báu vật lại rước họa vào thân. Hoàng Hỷ Nương Nương nắm giữ báu vật trong tay, nhưng cũng sống tiêu dao tự tại. Chắc chắn là có nguyên nhân nào đó. Cho dù bà ấy có là thiên vương lão tử, ta cũng phải thử xem sao. Việc không thể chậm trễ, chúng ta mau xuất phát thôi. Nhưng Huynh có biết Tây Hát ở đâu không? Tây thì đi về hướng Tây. Hướng Tây rộng như vậy, Huynh sẽ tìm chỗ nào? Việc này Hoàng Hỷ Nương Nương, nhân tổ linh thảo, trương gia thành bắc, đi đến Tây Hát là có ý gì? Ý của nó là Hoàng Hỷ Nương Nương có một cây nhân tố linh thảo, phía thành bắc có nhà họ Trương, thường đến Tây Hát, có lẽ biết đường đi. Nhưng là ai truyền tin đến nhỉ? Trọc khí hóa vật. Ngoài cửu tư ra thì còn ai? Cho dù hắn có âm mưu và quỷ kế gì đi nữa, dù đó có là bệ lửa thì ta cũng phải nhảy vào. Sư tỷ, Bùi đã mở lại cửa họa tâm cát, mời sư tỷ xuống núi, trấn giữ thanh khí trong thiên hạ, cùng ngân các thủ xuống núi. Ta đã truyền lại bức họa tâm cho Hoàng Nhi, nó mới là các chủ của họa tâm cát. Chuyện của họa tâm cát đã không còn liên quan tới ta. Sư tỷ, Mùi biết tỷ bây giờ vẫn đang trách những việc làm trước đây của mùi. Đúng, mùi cấu kết với Dưỡng Tâm Sư giam cầm tỷ ở đây, đã không còn mặt mũi nào gặp Liệt Tổ Liệt Tông. Nhưng hiện giờ thú tạm mộng đã tỉnh dậy. Thú tạm mộng một khi đã tỉnh dậy thì họa tâm các chúng ta sẽ bị hủy hoại. Hơn nữa, theo những ghi chép điển tích, thú tạm mộng khi đã tỉnh dậy sẽ du hành khắp nhân gian. Đến lúc đó, oán niệm nhân gian khắp nơi sẽ nổi dậy, ai nấy đều lo sợ. Hậu quả khó mà tưởng tượng được. Sư tỷ, tin này chính xác không? Tin tức hoàn toàn chính xác. Đã cảm nhận được sự biến động của phong ấn. Thực mộng mạc thức tỉnh, và chỉ cần đủ thanh khí là được. Trong điển tích có ghi, khi đó thương tích cho tạo mộng thú tạo ra còn nghiêm trọng hơn cả thực mộng mạc. Nó thức tỉnh không những cần có trọc khí, mà còn cần thanh khí linh thảo làm thuốc dẫn. Nếu không phải các người làm càn, làm sao có thể để nó đến sớm một bước? Vâng, sư tỷ, đều là lỗi của muội. Uy phong thật. Làm phiền hai vị thông báo một tiếng, nên mổ của Tề Thế Tường đến thăm Trương Bá Lâm công tử. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Một khi đã bước vào tranh thì mạng của ngươi là do ta nắm, không do trời nữa. Dân trà. Mời.
张公子，张公子đúng là có nhã hứng. Hai vị, nhị vị, các vị từ đâu mà biết được Trương gia chúng tôi biết đường đi Tây Hắc? Có cố nhân cho biết Trương gia chúng tôi trước nay buôn bán thảo dược, đúng là đường đi Tây Hắc buôn bán thảo dược. Tôi thấy quý phủ trông giống như một hí viện hơn. Không nhắc cũng được, không nhắc cũng được. Trương công tử, mong huynh chỉ giúp. Lần này chúng tôi đến Tây Hắc là có chuyện gấp, sẽ có ngày huynh ấy cảm tạ huynh. Thực không dám giấu, nơi đây cách Tây Hắc xa vạn dặm. Trước đây chúng tôi đến đó làm ăn đều dựa vào một thứ báu vật, nhưng ngự đệ mấy năm trước bị người ta bắt đi. Bảo vật này hiện ở trên người nó, dựa vào một báo vật. Đúng vậy, gia phụ nhiều năm trước đã bước vào Tây Hắc một cách vô lý. Ở đó ông ấy đã cứu một con xà tinh. Con xà tinh này muốn báo ơn nên đã cho gia phụ một viên đá. Chỉ cần khởi động viên đá này là có thể tự do ra vào Tây Hắc. Vậy chúng tôi phải đi đâu để tìm đệ đệ của công tử? Mời xem. Người trong bức họa đã bắt đệ đệ của ta đi. Tôi biết hai vị đạo pháp cao thâm, chỉ cần hai vị có thể tìm được ngự đệ, đến lúc đó chúng ta đôi bên đạt được mục đích, cả hai cùng mừng. Người quay lưng lại đây là ai? Người này chính là ngự đệ Trương Ngọc Đinh. Người trong bức họa ta cũng chưa từng gặp. Vì bạn huynh trực tiếp bảo ta đi tìm đệ đệ của công tử. Manh mối tìm ngự đệ đều nằm trong bức họa này. Đây, tiễn khách. Xin mời. Mời. Chuyện này là thế nào? Ta cứ cảm thấy kỳ lạ. Người trong tranh biết đi đâu tìm người trong tranh đây? Đi, chúng ta về xem sao đã. Đừng nói, nữ tử này nhìn cũng thanh tú đấy chứ. Đó là nam đấy. Nam mà xinh đẹp như vậy sao? Nếu là nữ thì làm sao mà sống đây? Ta thấy nam dân này khí chất phi phàm, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Theo lời của Trương công tử thì đệ đệ của hắn mất tích, đã là chuyện xảy ra cách đây 2 năm. Hay là chúng ta tới Lê Viên tìm thử, biết đâu có thể nghe ngóng được tin tức gì đó. Ta thấy không cần đâu. Trương gia nhà rộng, sự nghiệp lớn, nhất định cho người đi tìm khắp nơi rồi. Chúng ta có đi tìm thêm nữa cũng vô ích. Người trong tranh ơi, người trong tranh, không lẽ người này vẫn còn trong tranh? Người cũng tình mắt đấy. Là ai đang nói thế? Là người trong tranh đang nói chuyện. Yêu quái? Yêu quái gì chứ? Ta không phải yêu quái, ta là người. Người trong tranh và Trương công tử nói là người đúng không? Đúng thế. Vì đệ đệ của Trương công tử cũng trong bức tranh này. Đúng. Vì báo vật để đi Tây Hắc cũng nằm trong tranh. Không sai. Nhưng nếu các người muốn vào trong tranh thì phải suy nghĩ thật kỹ. Có khả năng vào rồi nhưng không ra được. Đừng lo, ta sẽ có cách. Người trong tranh tam bất, hoan nghênh nhị vị khách quý, Ninh công tử, Sầm cô nương. Mời đi bên này. Ninh công tử, Sầm cô nương, vị này chính là Trọng Ninh công tử. Huynh ấy làm sao vậy? Ninh công tử không biết đó thôi. Hãy nghe ta từ từ kể lại. Trọng Ninh là một người đam mê kịch. Mỗi lần tôi lên sân khấu biểu diễn, huynh ấy đều tới xem tôi diễn. Có một câu nói thế này: xưa có Bách Nha Tử Kỳ, thì nay có Trọng Ninh Tam Bất. Hồng trần không phương, tục không đáp. Hay, hay lắm.
nỗi buồn ngưng đọng trên vạt áo, nhớ nhung mãi không nguôi, lưu lại trong con tim vẫn đục. Mong đại vương lần này xuất quân thắng trận, mã đáo thành công. Xin chờ thần thiếp chuẩn bị rượu cho đại vương. Hay lắm. Nhưng mà huynh đã hát sai một câu. Nguyện đại vương thử thứ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Thần thiếp chuẩn bị rượu. Là hậu cung chuẩn bị rượu. Thần thiếp chuẩn bị rượu. Là hậu cung chuẩn bị rượu. Thần thiếp chuẩn bị rượu. Huỳnh đúng là cháy rồi, cháy lớn rồi. Ta bớt. Tam bất. Mau tỉnh lại đi. Tam bất. Ai đó? Người đâu? Người đâu? Hôm đó tên trộm cắp đột nhập vào trong phủ. Ta lo lắng hắn sẽ làm tổn thương Trọng Ninh công tử. Thế là ta đưa huynh ấy vào trong bức họa. Thế nhưng đưa vào rồi mới phát hiện huynh ấy không thể ra ngoài được nữa. Huynh ấy thế này bao lâu rồi? 3 năm rồi. Không thể nào. Mạch đập yếu, lúc có lúc không, giống như người đã chết. Loại mạch tượng này có thể giữ vững được 2 ngày đã là kỳ tích rồi. Sao có thể giữ được trong nhiều năm như vậy chứ? Công tử, con người thuộc ngũ hành, định thiên lập địa, tạo hóa âm dương. Thế nhưng trong bức họa, thứ nhất không có ngũ hành, thứ hai không có âm dương, thứ ba không có thiên địa. Ngày tháng lâu rồi sẽ khiến cho thân thể suy yếu, cho nên huynh ấy mới trở nên như vậy. Vậy có nghĩa là nếu bây giờ huynh ta không rời khỏi bức họa thì sẽ lập tức chết ngay. Đúng vậy. Ta là đại phu, ta có thể cứu được. Thật sao? Tất nhiên rồi. Trọng Ninh, Tam Bất, hay quá rồi, cuối cùng huynh đã tỉnh lại. Ta bị làm sao thế? Chấp niệm thành yêu, chấp niệm của hắn biến thành yêu quái. Hắn không phải Tam Bất thực sự, mà là Tam Bất trong lòng Trương Trọng Ninh. Chấp niệm của hắn biến thành yêu quái. Trọng Ninh, việc này rất thần kỳ. Vật này do một vị đại xà tiên của Tây Vực tặng cho phụ thân ta. Trước khi phụ thân ta mất đã giao cho ta. Hai người muốn đi Tây Hát, chỉ cần xuất phát trong đêm trăng tròn, sau đó gọi 3 tiếng hoàng hỷ nương nương là được. Trong truyền thuyết có nói, chính là Tây Hát đại yêu giết người không ghê tay. Hoàng hỷ nương nương sao? Chính là hoàng hỷ nương nương trong tay nắm giữ linh dược. Ta chưa từng đến Tây Hát cũng chưa biết gì về chuyện này. Thế nhưng nếu đại xà tiên đã nhân từ với gia phụ như vậy, thì cũng sẽ không hung ác như trong truyền thuyết đâu. Công tử, ta có một thỉnh cầu. Xin cứ nói. Đợi hai người làm xong chuyện này, có thể đưa ta và Tam Bất ra ngoài không? Không được. Ngươi là người ngoài bức họa, hắn là người trong bức họa. Ngươi có thể ra ngoài, còn hắn thì không. Vậy nếu vẫn cố đưa ra thì sao? Không biến mất trong một khắc thì cũng hóa thành mây khói. Như vậy thì ta không ra ngoài là được chứ gì? Trên thế gian này chỉ có Tam Bất là hiểu ta. Ra ngoài rồi thế gian có vạn người cũng không bằng một mình Tam Bất. Trọng Ninh, huynh vẫn nên đi đi.
Chuyến đi này của chúng ta không thể kéo dài. Bây giờ phải lập tức khởi hành đi Tây Hắc. Hai người đi hay không đi, hãy thương lượng với nhau đi. Hoan hỷ nương nương. Hoan hỷ nương nương. Hoan hỷ nương nương. Hai người cuối cùng cũng đến rồi. Cái này cho hai người. Là cái gì thế? Sao mà thối thế? Đó là hổ thân. Hoàng hỷ nương nương không thích mùi hương của loài người đâu. Ngược lại có mùi hổ thân sẽ có thể che giấu được mùi cơ thể. Chỉ cần cầm theo nó trên người thì có thể nghe được mùi hương của hai người rồi. Thối quá đi mất. Để không nói nhiều nữa, hai người tự làm việc đi nhé. Bên trong có một con rắn nhỏ. Hai người phải bái nó ba bái, sau đó hô to ba lần. Hoàng hỷ nương nương, hoàng hỷ nương nương, hoàng hỷ nương nương. Nó sẽ nuốt hai người vào đấy. Truyền thuyết nói TH có vạn yêu quái. Sao đến một con yêu quái cũng không thấy nhỉ? Đại bàng của hoàng hỷ nương nương không phải nơi yêu quái nào cũng có thể đến được. Tạm biệt nhé. Còn nói là có vạn yêu quái sao? Rõ ràng ngay đến cả một con cũng không thấy. Bái đi. Hoan hỷ nương nương. Hoan hỷ nương nương. Hoan hỷ nương nương. Sao không có gì thế nhỉ? Làm lại lần nữa đi. Hoang, sao nói là có một con rắn nhỏ thôi mà. Người cứu ngươi. Lẽ nào ngươi muốn cả đời này mãi bị nhốt trong bức tranh này sao? Ngươi có thể cứu ta ra ngoài. Ninh Viên Ngọc. Ninh Viên Ngọc. Ninh Viên Ngọc. Câu hỏi thứ nhất, hiếu tình không thể lưỡng toàn, phải làm thế nào? Hài lòng như ý, quyết không hổ thẹn. Câu hỏi thứ hai, nếu như có người xuất sắc hơn hắn, phải làm thế nào? Hắn không phụ ta, ta không phụ hắn. Câu hỏi thứ ba, nếu có người làm hại hắn mà ngươi lại không phải là đối thủ của người ấy thì phải làm sao? Giết. Giết. Hay cho một gia đầu lanh lợi. A Hoang, cô không sao chứ? Đây quả thật là viên đá rắn mà ta đã tặng đi. Nói đi, tìm ta có việc gì? Khẩn cầu hoan hỷ nương nương ban cho con người linh thảo. Tiểu sinh muốn dùng nó để cứu người. Hay cho một tên sư tử dám mở miệng. Trệ chú linh thảo là một bản sinh trí vụ. 5000 năm nay, một trí sử dụng tôi. Yào lì cũng rì dâng chàng. Đô xin hoan hỷ nương nương. Nhi xin tại chỉ xin yào bán tôi một chuyện. Tôi có thể giang nhi và Zhang Zhongming đô cứu ra. 也许他们在西鹤获得的灵草，交我就救出去。我可以给你画心，解开你的心结。但如果还是不能成功，我就只能用画心阁的秘法，将你的记忆封存，让你将这段往事忘了。石梦默醒来，就会毁了这个世界。虽说这是我们的宿命，可是我想试一试。 逆天改命，又是你！多亏你们帮我照顾圣子，倒是省了我不少力气。
中有你牵，不需要如故的一切，不惧沧海桑田。你是我唯一痴迷的心愿，画一笔无邪的执念，把你模样刻在心间，谁都抹不掉我们写下的爱恋。这一笔深情叫永远，是我爱存在的期限，哪怕在天边一回眸就看见。哪怕在天边，一回眸就。